Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Bệnh ra dân làm cán bộ dễ hư hỏng. Thưa quý vị và các bạn, một thực tế đó là mỗi khi có đồng chí cán bộ nào bị xử lý sai phạm thì xuất hiện tâm lý hả hê ở một bộ phận dư luận. Đa số ý kiến không đồng tình với tâm lý hả hê đó, nhưng điều này cần được nhìn nhận thấu đáo để hiểu rõ vì sao. Một trong những nguyên nhân gây nên tâm lý đó chính là bệnh xa dân của cán bộ khiến dư luận đã có cái nhìn tiêu cực, thiếu cảm thông mỗi khi có vụ việc. Mới đây, khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận thể hiện tâm lý hả hê. Căn biệt thự của gia đình ông cựu bí thư tỉnh ủy nằm ở vị trí được xem là đẹp nhất của thành phố Lào Cai, từ lâu đã trở nên xa cách với đời sống của phần đông người dân. Cũng theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Vịnh có tới 7 lô đất đều nằm ở các vị trí đắc địa của thành phố Lào Cai, chưa kể những tài sản khác. Hình ảnh người cán bộ như vậy đã khiến người dân không cảm tình. Tìm hiểu những câu chuyện thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, tình trạng cán bộ mắc bệnh xa dân khá phổ biến. Có những nơi đã hình thành khu ở của người giàu, của một số quan chức hoặc vợ con họ sống xa xỉ hưởng lạc. Đó là những khu phố luôn kín cổng cao tường, xa cách với nhân dân lao động. Chuyện cán bộ mắc bệnh xa dân ngày nay thể hiện muôn hình vạn trạng. Đó là cán bộ ít đến với dân, ít nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, cán bộ tránh, trốn tiếp dân bằng nhiều lý do. Nhất là khi có điểm nóng, người dân không dễ gì gặp được. Họ dù ý kiến, nguyện vọng muốn trình bày với người có trách nhiệm giải quyết là chính đáng và cần thiết. Đã có rất nhiều cảnh báo, phân tích về hệ lụy ghê gớm của bệnh xa dân, một biểu hiện rõ nét nhất của tệ quan liêu nếu mỗi cán bộ, đảng viên không thực tâm rèn luyện. Chính vì xa dân, không được nghe và không chịu nghe những ý kiến từ đời sống, khiến cán bộ mắc thói quan liêu cửa quyền. Chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người cũng lớn lên từ đó, là căn nguyên khiến cán bộ hư hỏng. Để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần tư tưởng và hành động, đặc biệt chống thái độ thờ ơ, vô cảm, quan liêu, bệnh xa dân, cùng với từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp của cả hệ thống chính trị, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị trong vấn đề này. Đặc biệt, Nghị quyết số 04, Nghị quyết Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên. Nhìn nhận từ lý luận gốc đến thực tiễn, sự vận động phát triển trong xã hội ngày nay, càng thấy vấn đề gần dân, hiểu dân, trọng dân và vì dân. Là cốt tử của mỗi người cán bộ, đảng viên trong cơ quan công quyền, cán bộ mà quan liêu, xa dân thì chỉ có hại cho dân, hại cho nước và hại cho chính họ. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 chỉ rõ. Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân để mất niềm tin là mất tất cả. Vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo tố cục lãnh sự không bảo hộ dân mà hành dân. Thưa quý vị và các bạn, lời khai của bị cáo Đào Minh Dương, chủ tịch công ty Vinasun trong phiên xét xử vụ án chuyến bay giải cứu chiều ngày 11 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, chủ tọa Vũ Quang Huy yêu cầu cách ly 3 bị cáo để đảm bảo khách quan. Số này gồm Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty xây dựng Thái Hòa và Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Được hỏi về lý do đưa hối lộ, bị cáo Đào Minh Dương cho hay bị hai người ép đưa tiền là Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng thuộc cục xuất nhập cảnh Bộ Công an và Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Dương khai có gặp Kiên tại Bộ Y tế, Kiên quát và bảo các anh làm ăn phải nộp mỗi người mấy triệu, tôi biết các anh đưa tiền cho anh Tuấn thì cũng phải đưa cho tôi 150 triệu một chuyến. Cũng theo Dương, bị cáo Vũ Anh Tuấn thì nói, em không cần tiền của các anh, nhưng các anh không đưa để em đưa sếp thì chuyến bay không được duyệt. Tuấn cũng đòi 150 triệu đồng trên một chuyến bay. Hai người, Kiên Tuấn, yêu cầu đưa hơn 3 tỷ đồng cho 17 chuyến bay Dương được cấp phép, nhưng bị cáo này khai đã trốn tránh, chỉ đưa Kiên 1,1 tỷ, còn Tuấn 1,6 tỷ đồng. Cũng theo Dương, trước khi đó, anh ta từng xin thực hiện các chuyến bay giải cứu, nhưng do không đưa tiền nên bị làm khó mỗi lần nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Bị cáo từng bị Cục Lãnh sự và Bộ Giao thông gây khó khăn, không duyệt chuyến bay. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan còn gây khó khăn, bảo đưa tiền nhưng bị cáo không đưa nên sát một ngày mới cấp phép, khó khăn cùng cực. Bị cáo này giải thích, khi thực hiện các chuyến bay, phải thế chấp trước 30% tiền thuê tàu bay, rồi phải nộp đủ khi được cấp phép, mỗi lần thuê máy bay từ 6 đến 9 tỷ đồng.
Cục lãnh sự gây khó khăn, công dân ở nước ngoài muốn về phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, gửi đồ đạc mà cứ mai bay, nay mới biết mình được về là hành hạ họ. Cục lãnh sự không bảo hộ công dân mà là hành dân, Dương khai. Một bị cáo khác cũng nhận hối lộ của Dương và Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ tại Angola. Dương khai tại đây không có các hãng hàng không nên muốn được hạ cánh đón người phải có đại diện ngoại giao cấp bay. Tôi nhờ và Minh đồng ý hỗ trợ với 3 điều kiện, gồm phải cho danh sách người về, Minh duyệt họ mới được về và mỗi người về phải nộp cho Minh 3 triệu đồng. Dương nói thêm rằng đã đưa cho vị đại sứ 864 triệu đồng. Cán bộ ôm tiền thuế của doanh nghiệp biến mất, chi cục trưởng bị giáng chức. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật một loạt cán bộ, trong đó kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ chi cục trưởng xuống phó chi cục trưởng chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc đối với ông Phạm Quốc Dũng vì thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để cán bộ vi phạm. Ngoài ra, kỷ luật cảnh cáo đối với bà Lê Thị Hoài Long, phó đội trưởng đội kiểm tra, cưỡng chế thuế, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ đội kê khai thuế vì không làm tròn nhiệm vụ để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng dư luận, gây mất uy tín của ngành thuế. Ngoài ra, 8 cán bộ liên quan, công tác tại chi cục thuế khu vực Hồng Lĩnh, Can Lộc cũng bị hạ mức xếp loại thi đua vì vướng phải sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật. Trước đó, ông Phan Bá Kiểng, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng, công ty Quốc Hưng đóng tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, có đơn tố giác về hành vi có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Của bà Cù Thị Mai Hương, quyền đội trưởng đội kiểm tra thuế chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc và một số cán bộ của đơn vị này. Cụ thể, giám đốc công ty Quốc Hưng cho biết, vào năm 2020, sau khi có biên bản kiểm tra quyết toán thuế của đoàn kiểm tra chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, đại diện công ty này đã đưa cho bà Cù Thị Mai Hương số tiền 1,4 tỷ đồng tiền mặt để nhờ người này nộp vào kho bạc. Tuy nhiên, vào giữa tháng 3 vừa qua, công ty Quốc Hưng bất ngờ nhận được thông báo của chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc về tiền nợ của công ty này. Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, công ty Quốc Hưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền thuế là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là hơn 1,3 tỷ đồng và số tiền bị phạt do nộp chậm là hơn 750 triệu đồng. Cho rằng số tiền mình đã đưa cho bà Cù Thị Mai Hương để nhờ nộp vào ngân sách bị chiếm đoạt, nên ông Phan Bá Kiểng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Công an thành phố Đà Lạt sau đó khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 20 người có liên quan đến vụ việc cũng bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc. Trong đó, có chủ thầu thi công Bờ Ta Luy, đơn vị giám sát thi công, chủ tịch và phó chủ tịch UBND phường 10, lãnh đạo phòng quản lý đô thị Đà Lạt cùng các thành viên đội trật tự xây dựng thuộc phòng này.